วัสดีครับÀ, thưa quý vị, thì lúc bây giờ là gì? Trước nguy cơ bị Anh Quốc xâm lược thì ông mới gì ạ? Ông nói tôi phải đi ra nước ngoài, tôi tìm cái gì tốt nhất về cho gia tộc tôi. Thế bây giờ ông mới đi du học và nơi đầu tiên ông chọn là nơi đứng cái hũ của mình, đó là Anh Quốc. Và ông học, khi ông học qua Anh Quốc như vậy và ông đặt một lời thề nguyện rằng nếu tôi chứ không cái gì tốt nhất của dân nước ngoài về, mang nước ngoài về cho gia tộc tôi thì tôi thề tôi không về nữa. Và lúc bây giờ là gì ạ? Ông mới đặt một cái thư đó là gì ạ? Cầu hòa và ngỏ ý muốn bàn giao với Anh Quốc. Lúc bây giờ nước Anh từ chối. Thì vì sao ạ? Nước Anh thời bây giờ mệnh danh là mặt trời không bao giờ lặn dưới tán cờ của Vương quốc Anh. Thì gọi là gì ạ? Quốc đĩa khắp cả Nam Châu. Chúng ta hình dung nước Thái là cái gì? Chỉ cần phất tay là tan tành. Thì lúc bây giờ ông quyết định là ông mới lại chờ thời. Ông chờ thời cờ đến. Mọi người biết cái trò chơi áo polo, trò chơi polo mà cưỡi ngựa rồi lấy cái cây đánh cái bóng đó, biết không ạ? Cái áo polo trên cái cây đó. Thì tôi có hình dung trong thời gian đó ông chờ thời như vậy thì nước Anh tổ chức cuộc thi polo với lại những nước làng bang. À, thì chẳng may cái con ngựa mà tốt nhất trong thời bây giờ của đất nước Anh thì cái ông này ngựa trong quá trình này á thì ông bị té, ông gãy cái chân mất. Và nữ hoàng Anh lúc bây giờ rất là lo lắng, tại vì nếu thiếu con ngựa đó khả năng thua rất là lớn, và nước Anh là nước lớn như vậy nếu mà thua cuộc thì sẽ rất là mất mặt, tại vì trò chơi polo nó xuất phát vốn từ Anh Quốc gia đình mình. Dạ. Thì ông này mới thấy là gì? Thời cơ của mình đến rồi. Ông mới ngỏ ý với Nữ Hoàng Anh là cho tôi thuần phục con ngựa này trong 7 ngày mà thôi. Thì Nữ Hoàng Anh mới thấy là gì, giờ không còn sự lựa chọn nào khác và cho ông cái cơ hội này. Và thưa quý vị, trong 7 ngày này thực sự rất khó để mà có thể thuần phục con ngựa này. Nhưng mà ông có cái tài năng đó là gì? Ông có thể giao tiếp với người bằng ánh mắt, giống như người Mông Cổ gì mình, có cái tài của ông, tài lẻ của ông. Nhưng trong 7 ngày rất khó thì ông bây giờ không xài sức được thì xài chiêu. Thì ông mới dùng cái sách thuốc phiện á, ông cho con ngựa nó ăn mỗi ngày như vậy. Và ông cho đốt cái sách thuốc phiện á, sáng, trưa, chiều, tối cho hết. Hết đến thứ ngày thứ 7, thứ 8, dịch không cho. Thì thứ ngày thứ 8 như vậy, ông thuần phục được con ngựa này. Và ông giành được giải thưởng trong trò chơi polo. Mọi người có thể nói là gì ạ? Polo Ramanam á, chúng ta thấy cái gì ạ? Trong Wikipedia cái hình ảnh là gì? Ông giành chiến thắng trong giải thưởng trò chơi này. Và lúc bây giờ là Nữ Hoàng Anh rất là mừng. Và tại sao rất quý ông này và đồng ý kết bạn giao với người Thái. Và sau đó gì? Cho gửi những vị kỹ sư, những người tốt nhất về quy hoạch lại tất cả hệ thống của Anh Quốc ở tại Thái. Cho nên Thái Lan ảnh hưởng văn hóa của Anh Quốc cái gì đó, với hệ thống giao thông gì tây lấy nghịch giống như Hồng Kông, Singapore tại lấy nghịch hết gia đình mình đó. Rồi thứ hai là gì? Những con đường chúng ta đi ngày hôm nay đó, những con đường cao đó và được quy hoạch cách đây hơn 100 năm rồi gia đình mình đó, chỉ từ thời lúc vua Ramanam cũng đồng thời là tên của vị này Ramanam đại đế Chura Long Kong gia đình mình đó. Rồi tiếp tục chúng ta vào trong tham quan cho mình. Đây là đất vua bạn Duy giới thiệu nha các bạn. Mình rất ngưỡng mộ vị vua này. Và thứ hai là vị vua Rama chính. Đây, mình bước ra là to bằng đá không? Mình quay cho các bạn xem, ở trong này học cho quay video. Nhưng mà mình lén quay cho các bạn xem. To bằng đá không? Quá đẹp luôn. À, học chật không? Học lỏm và câu tiếng Thái đỡ ghẹ mấy bạn nữ, nhưng mà thật ra thì mấy bạn đó cũng rất là thân thiện, người rất là dễ mến các bạn. Mình xin phép các bạn dừng video tại đây vì lý do trong này không cho phép mình quay video. Cảm ơn các bạn đã xem video và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, đó là động lực để mình làm ra video tiếp theo cho các bạn xem.